Đó là vẻ đẹp của loài rắn. Vẻ đẹp của loài rắn. Rắn có lẽ là loài sinh vật đặc biệt nhất trên trái đất. Dưới lớp vảy trơn bóng của mình là cơ thể thanh thoát di chuyển một cách linh hoạt. Rất nhanh chóng và bí ẩn, chúng trườn khắp hành tinh chúng ta. Những đường cong mạnh mẽ được trang trí bằng những màu sắc tự nhiên huyền ảo nhất. Chúng ta sẽ khám phá mọi mặt trong đời sống bí ẩn của chúng. Chúng giao phối, sinh sản, săn mồi, nuốt mồi và cảm nhận về thế giới xung quanh như thế nào một cách chi tiết nhất. Rắn hầu như có mặt ở khắp nơi trên hành tinh này. Chúng sinh sống trên mặt đất, trên cây và dưới nước. Tất cả có khoảng 3.000 loài rắn. Và hầu hết, chúng là những sát thủ bản năng. Từ những con rắn dọc dài, mới đẻ dài khoảng 15cm, tới loài chăn Nam Mỹ dài 9m, đều săn mồi để sinh tồn. Sau khi thỏa mãn cơn đói, hầu hết loài rắn thích yên tĩnh và ở một mình cho tới thời điểm giao phối. Sâu trong rừng nhiệt đới Nam Mỹ, một con chăn cầu vồng cái đang chuẩn bị cho mùa sinh sản. Nhưng trước hết, nó cần phải lột da trước đã. Không giống như hầu hết các động vật khác, loài rắn phát triển cho tới khi chết. Lớp da không phát triển cùng chúng. Khi chiếc áo khoác trở nên chật chội và khô ráp, con chăn sẽ di chuyển liên tục và cố gắng lột bỏ lớp da cũ của nó. Quá trình này diễn ra khoảng từ 3 đến 4 lần một năm. Để lột xác dễ dàng, nó tiết ra một loại dầu thơm giữa lớp da mới và lớp da cũ. Lớp da ẩm ướt có thể lấp lánh và phản chiếu. Đây là đoạn phim giải thích tên gọi của loài chăn này. Mỗi chiếc vảy giống như một chiếc căn phòng kín khúc xạ ánh sáng thành nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng chính mùi da mới của nó, chứ không phải màu sắc, là yếu tố thu hút bạn tình. Bị hấp dẫn bởi mùi hương của con cái, một con đực lần theo dấu vết của bạn tình trong màn đêm đen tối. Khi tìm thấy con cái, nó quấn quanh con cái và bắt đầu quyến rũ nó. Loài rắn dọc dài là một trong những loài có nghi lễ giao phối ấn tượng nhất trên thế giới. Ở phía đông Canada, một con rắn dọc cái lộ diện sau 6 tháng ngủ đông. Không lâu sau khi rời khỏi chỗ ẩn náu, nó tự tạo ra mùi vị của mình qua làn da. Mùi thơm rất mạnh này giúp thu hút con đực từ khoảng cách lên tới 32 km. Chúng tới từng con một.
Con cái to hơn sớm bị bao vây bởi những kẻ cầu hôn bị hấp dẫn bởi mùi hương của nó. Trong vòng một giờ, nó gần như bị nuốt chửng. Giữa một mớ hỗn độn có khoảng hơn 100 cơ thể ngoằn ngoèo trong một lễ hội giao phối. Trong đống hỗn độn đó, mỗi con đực đều cố gắng xua đuổi những tình địch khác để trở thành bạn tình đầu tiên của con cái. Chỉ có một kẻ thắng cuộc duy nhất. Cuộc chiến có thể kéo dài suốt cả tuần. Sau khi giao phối, con đực chiến thắng sẽ bịt nắp con cái, ngăn các con đực khác không giao phối với nó. Cuối cùng, những con rắn đực kiệt sức tự tản ra nhanh chóng theo nhiều hướng. 3 tháng sau, con cái đã sẵn sàng sinh nở. Con rắn kẻ ô này đang thao thức, và không nghi ngờ gì nữa, nó sẽ sinh ra khoảng 30 con rắn con. Đây là một sự kiện lạ thường chưa bao giờ quay được trên camera với độ phân giải cao từ trước tới nay. Mỗi chú rắn con chỉ mất khoảng vài giây để chui ra ngoài. Rắn con phải di chuyển ra nhanh chóng để thở. Toàn bộ ổ rắn này sẽ chào đời trong khoảng nửa tiếng. Sau đó, trách nhiệm của rắn mẹ coi như đã kết thúc. Những chú rắn con, đường ai nấy đi. Chỉ có 2 trong số chúng có thể trưởng thành. Số còn lại trở thành nạn nhân của những kẻ săn mồi, cái đói và môi trường sống. Để sinh tồn, chúng phải săn mồi. Những chiếc răng nhỏ cắm chặt vào con mồi như con giun đất này. Bị nuốt chửng, con giun sẽ chết vì axit trong dạ dày của rắn. Dù mới sinh ra được 30 phút, nó đã trở thành một sát thủ bản năng. Không phải tất cả loài rắn đều sinh con, hầu hết các loài đều đẻ trứng. Ở Trung Tây nước Mỹ, loài rắn hồ lửa sống gần các trang trại và đồng ruộng, nơi có nhiều loài gặm nhấm. Con rắn cái này đã ở đây một tuần và chỉ đẻ 8 quả trứng trong tổ. Việc nuôi nấng đến đây là kết thúc, nó sẽ không quay trở lại nữa. 3 tháng sau, những quả trứng bắt đầu cựa quậy và tự vỡ. Những chiếc răng nhỏ xíu giúp chúng xé vỏ và chui ra. Sau khi xé vỏ, chúng thường ở lại trong vỏ khoảng vài giờ. Có thể chúng sẽ ở lại trong vỏ trứng 2 ngày trước khi rời bỏ nó mãi mãi. Rời khỏi tổ, chúng phải chống chọi với môi trường ngoài. Giống như tất cả các loài rắn khác, chúng phải dựa vào mạng lưới các giác quan rất mạnh để sinh tồn. Giác quan của rắn khác với con người. Đôi mắt có mi ở 2 bên đầu giúp rắn có được tầm nhìn rộng. Mì mắt như là lớp vảy bảo vệ đôi mắt khỏi những nhánh cây nhọn trong rừng nhiệt đới rộng rạp. Rắn không có mì mắt. Chúng ta không thể biết được chúng đang ngủ hay là đang nằm mai phục. Cặp mắt không nhấp nháy của rắn dường như rất hiệu quả, nhưng thị giác của rắn tương đối kém.
Loài rắn giỏi phát hiện những xung động. Chúng khó có khả năng tập trung vào một vật thể bất động. Nó có thể hiểu biết xung quanh tốt hơn bằng cách dùng lưỡi. Rắn dùng lưỡi của chúng để ngửi. Khi loài rắn muốn khảo sát khu vực xung quanh, chúng lìa cái lưỡi và thu nhận những rung động trong không khí. Chiếc anten nhỏ này nhạy hơn so với khứu giác của con người 10.000 lần. Lưỡi thẻ ra giúp rắn có thể đánh hơi các vật thể bằng âm thanh, thu thập các dao động khác nhau từ các hướng khác nhau. Khi chú chuột này di chuyển, nó đã để lại những dao động âm thanh. Khi những dao động âm thanh được thu thập, con rắn chạm đầu lưỡi vào ngạc miệng. Ở đó, vật thể được xác định và phân tích, giải nghĩa mùi vị thành một hình ảnh chính xác. Điều này cho phép loài rắn xác định vị trí và kích thước của con mồi, thậm chí là trong bóng đêm hoàn toàn. Với thiết bị dò sóng siêu hạng như thế, loài rắn ít khi bỏ lỡ con mồi. Trên sa mạc khắc nghiệt của Arizona, loài rắn đuôi chuông kim cương phải dùng tất cả các giác quan của nó để sinh tồn. Con rắn đực này vừa mới ra khỏi chỗ trú đông và nó đã nhịn đói trong 5 tháng rồi. Nhưng cũng giống như các loài bò sát máu lạnh khác, nó cần phải sưởi ấm cơ thể dưới ánh nắng trước khi nó có đủ năng lượng để săn mồi. Một chú chuột có thể là một bữa ăn ngon. Thính giác của nó thường không giúp xác định vị trí con mồi. Nó không có tai ngoài, không có màng nhĩ. Giống như tất cả loài rắn, nó hoàn toàn không thể nghe thấy những âm thanh trong không khí. Nhưng nó có thể nghe thấy âm thanh dưới mặt đất, khi bò sát đất, và nó có thể bắt được những rung động nhỏ nhất. Khi đi săn, loài rắn bổ sung những thông tin này và những mùi vị mà nó thu thập được từ cái lưỡi ngoe nguẩy. Khi con chuột tới gần hơn, một giác quan tuyệt vời khác bắt đầu hoạt động. Loài rắn này có hốc mắt rất sâu. Nó có thể bắt được những thay đổi nhiệt độ dưới 1.000 độ C. Hình ảnh này minh họa những gì loài rắn cảm nhận được. Những động vật máu nóng trở thành mục tiêu dễ dàng, kể cả trong bóng đêm. Con mồi đã được xác định và con chuột vẫn an toàn. Nếu bước lại gần, nó sẽ bị tấn công bởi một loạt những tên lửa tầm nhiệt của con rắn. Cú tấn công nhanh đến nỗi mà con chuột còn chưa định hình được đó là gì. Dù có thể tiết ra nọc độc để giết 300 con chuột, nó chỉ tiết ra đủ lượng nọc để giết chết con mồi. Sau khi con chuột ngừng cựa quậy, con rắn từ từ nuốt chửng con mồi. Sau khoảng 15 phút, chú chuột vẫn phát ra sóng nhiệt này sẽ biến mất trong cơ thể con rắn máu lạnh. Con rắn sẽ mất nhiều ngày để tiêu hóa hết bữa ăn của nó.
Sau đó, nó lại tiếp tục di chuyển, chuyển trên các núi đá dễ dàng. Sự di chuyển của loài rắn là một điều kỳ thú. Cơ thể không có chi, lướt đi rất nhanh, rất mạnh. Không có tay chân, nhưng loài rắn đã thích nghi với nhiều môi trường sống hơn bất kỳ loài vật nào trên hành tinh. Cách di chuyển phổ biến nhất của loài rắn là uốn cong người theo hình chữ S. Loài rắn dùng thân dưới để vượt qua bất kỳ địa hình gồ ghề nào trên mặt đất. Nhìn từ phía dưới, mỗi lớp vảy dưới bụng như di chuyển và trượt nhẹ. Với khoảng 500 đốt sống lưng, rắn là sinh vật linh hoạt nhất thế giới. Có rất ít mục tiêu chúng không thể vượt qua được, rất ít nơi bí ẩn mà chúng không thể luồn vào được. Người ta tin rằng loài rắn được tiến hóa từ thằn lằn cổ đại cách đây ít nhất 100 triệu năm. Để di chuyển dễ dàng hơn, các chi của chúng dần tiêu biến. Thị giác của chúng cũng gần như mất đi vì nó không còn tác dụng dưới lòng đất nữa. Ngày nay, vài loài rắn vẫn còn giữ nguyên hình dạng như thế. Giống như tổ tiên của chúng, chú rắn lửa sống trong hang này gần như đã bị mù. Trong phần lớn cuộc đời, nó sống trong lòng đất. Ngày nay, những bằng chứng về tổ tiên thằn lằn của loài rắn vẫn còn tồn tại. Ảnh X-quang của một con chằn hé lộ các chi bị tiêu giảm. Khi sống trên mặt đất, loài rắn phát triển các cách di chuyển khác nhau ở những dạng địa hình khác nhau. Sa mạc cát ở Namibia rất nóng, nhưng loài rắn chung này đã thích nghi với môi trường khắc nghiệt này. Có hai phần trong sự chuyển động theo chiều ngang của loài rắn này. Đầu tiên, con rắn nâng đầu và nửa phần thân trước của nó lên khỏi mặt đất và lá chúng sang một bên. Sau đó, nó lặp lại sự chuyển động đó với nửa thân sau. Các thước phim quay chậm từ dưới lên trên cho thấy con rắn không ngừng tạo ra lực đẩy. Bề mặt da rất ít tiếp xúc với lớp cát nóng. Đây là những kỹ thuật hữu hiệu cho phép loài rắn chuông di chuyển trên một quãng đường dài và leo lên cồn cát cao nhất thế giới với độ cao 305 mét. Loài rắn di chuyển rất nhẹ nhàng trong nước. Giống như hầu hết các loài rắn khác, hổ mang chúa phát triển gần loài người. Ở Nam Phi, chúng thường được tìm thấy trong hồ hoặc bể bơi, nơi chúng có thể phô diễn những kỹ năng bơi lội duyên dáng của mình. Sử dụng kiểu di chuyển uốn lượn, cơ thể con rắn lắc lư từ bên này sang bên kia. Nó lướt qua bể bơi mà không hề được chú ý.
một số loài sống cả đời dưới nước. Trong rừng nhiệt đới Amazon, loài chăn xanh Nam Mỹ này sống chủ yếu trong những dòng nước nông. Nó có thể hoạt động dưới nước trong vòng 10 phút. Với trọng lượng hơn 227 kg, chăn xanh là loài rắn nặng nhất trên thế giới. Chúng có thể phát triển tới 9 mét chiều dài và 0,9 mét bề ngang. Mặc dù có trọng lượng lớn, chăn xanh bơi rất nhanh. Di chuyển trong dòng nước, nó di chuyển theo đường cong. Trên mặt đất, chăn xanh Nam Mỹ và những loài rắn có cơ thể lớn này thì những lớp vảy quá dày để di chuyển theo đường cong. Thay vào đó, chúng di chuyển theo đường thẳng, sử dụng lớp vảy bụng như xích máy ủi. Nhìn từ phía dưới, lớp bụng tiếp xúc với mặt đất theo những làn sóng đẩy cơ thể về phía trước giống như xe ủi. Caterpillar motion helps the adder make a stealthy approach before ambushing its prey. This 12-foot bush. Con rắn dài khoảng 4 mét này cũng sử dụng kiểu di chuyển của xe ủi để trườn qua những cánh rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Đây là loài rắn nguy hiểm nhất tại lục địa này. Thuốc giải nọc độc của rắn rất khó chế và cũng khó tìm nữa. Loài rắn di chuyển giống máy ủi, có hình tam giác và lớp vảy bụng rất rộng bám sát mặt đất. Khi nó chọn lựa vị trí phục kích, nó cuộn tròn bên gốc cây chờ đợi con mồi đi qua. Rắn là loài vật săn mồi rất giỏi. Nạn nhân rất ít khi nghe thấy chúng tới gần. Một trong những loài vật đáng sợ và đáng kính nể nhất là loài rắn độc đen châu Phi. Với thân hình dài và thon thả, rắn độc đen là loài rắn nhanh nhất thế giới. Nó còn là một trong những loài hiếu chiến nhất. Khi bị quấy rối, loài vật nóng nảy này thường tấn công. Chúng có thể tấn công người trong bụi cây nhanh chóng và chính xác ở bất kỳ hướng nào, thậm chí là khi di chuyển với tốc độ nhanh nhất. Nó có thể tự quăng mình ra xa 1,83 mét. Nọc độc của con rắn độc sẽ dẫn tới cái chết nhanh chóng. Một con rắn độc đen có thể di chuyển hơn 19 km/h, gần bằng vận tốc của một con ngựa. Khi đuổi theo con mồi, con rắn độc đen nâng 1/3 cơ thể lên khỏi mặt đất để đối mặt với kẻ thù. Với cái đầu hình dạng quan tài và chiếc miệng đen ngòm, không có gì ngạc nhiên khi người ta gọi nó là thần chết bóng đêm. Không giống như các loài rắn khác, nó tấn công nạn nhân liên tiếp. Chỉ cần 2 giọt nọc độc cũng có thể giết chết một người trong vòng 20 phút. Sâu dưới lòng đất của khu rừng Amazon, một kẻ hủy diệt khét tiếng khác cũng đang săn mồi, chăn Nam Mỹ.
Nó không phun tiện nọc độc mà giết chết nạn nhân bằng cách bóp chặt. Không giống như loài rắn độc đen, chằn nam Mỹ không tấn công trực diện con mồi. Nó trườn dưới mặt nước nông để săn mồi. Nó tìm kiếm con mồi trên mặt nước và ẩn náu dưới nước. Vũ khí chính của nó là gây bất ngờ. Con vịt không biết có gì bên dưới. Đôi hàm cực khỏe cắm chặt vào con vịt và lôi nó xuống dưới. Với mỗi hơi thở ra, con vịt càng bị cuộn chặt hơn. Không lâu sau, con mồi sẽ chết ngạt. Giống như tất cả các loài rắn, chằn nam Mỹ mở rộng khớp hàm và nuốt chửng con mồi lớn hơn đầu của chúng nhiều lần. Một con chằn lớn có khả năng nuốt một con cá sấu. Theo truyền thuyết, thậm chí nó còn có khả năng nuốt chửng cả con người nữa. Con người tới đâu, rắn đi tới đấy. Thức ăn của con người thu hút loài gặm nhấm, đến lượt nó thu hút loài rắn. Loài gia cầm này cũng là nguồn thức ăn hấp dẫn. Vào buổi chiều muộn, ngôi làng nhỏ ở châu Phi trở nên náo nhiệt. Rắn mang mảnh bò vào mà không bị chú ý. Một con gà có thể giúp nó thỏa mãn được cơn đói. Vì thế, nó tiến sâu vào ngôi làng. Nhưng cuộc tấn công chớp nhoáng của nó đã bị phát hiện. Vì rắn và người là hai loài dễ thích nghi nhất trên hành tinh. Vì thế cả hai dường như tiếp xúc với nhau nhiều hơn.
những con rắn nhà ở châu Phi thích thức ăn, chỗ ẩn náu và sự thoải mái mà ngôi nhà mang lại. Con người dường như không nhận thấy được vị khách kín tiếng này. Khi màn đêm buông xuống và con người đi ngủ, con rắn trở thành chủ nhân của ngôi nhà. Nó thay mặt chủ nhà, ngăn chặn những loài gây hại. Nếu không có loài rắn, loài người sẽ bị những loài gặm nhấm bao vây. Loài gặm nhấm sẽ tàn phá nông nghiệp và sục sạo vào nhà tìm thức ăn. Chẳng bao lâu, cả thế giới sẽ bị chúng quấy nhiễu.